Cưa cái xài này nữa các bạn ơi. Xài này nó ngã ngoài lộ nè. Chủ chúng ta kêu cưa bò ra luôn. Đẹp trai rồi. Cho lên sóng luôn đó. Thì cưa xả củi nha các bạn. Ngã ra đường sợ mùa mưa nè. Nó ngã ngang ngoài này ra ngoài này nguy hiểm. Trời ơi, để còn chánh hai cái xài kìa. Hả? Này nó bục anh mấy anh không dám kẹo nữa bạn. Bị sợ ăn ngang. Anh chặn cái này cho nó ngã qua bên đó đó. Thì đông mấy ảnh đông lắm các bạn, 5 người lắm. Thì ảnh xả củi cho luôn nè. Nó mục nè. Nó mục cho nên sợ. Ngã ngang đường xe to. Quá trời xe rồi. Tiếp cái nhóm thứ hai luôn các bạn. Xe sao chiếc nữa kìa, cho qua cái đi. Quá trời xe các bạn ơi. Thằng sâu cút thằng
đó.